Hồng Trạch mang đại đạo hệ thống xuyên qua hồng hoang, thành chỉ có thiên tiên cảnh giới tiệt giáo đại sư huynh. Tuy rằng chứng được chính tôn đại đạo thánh vị, nhưng là đại đạo hệ thống lại dở xuống, để cho hắn thành mười phần chiến ngũ tra. Nhưng là hắn viết chữ, vẽ tranh, cho dù là hắn nấu một chén cháo, đều ẩn chứa đại đạo chi quẩn. Quy Linh Đại sư Huynh, ngươi vẽ tranh thật đẹp, ta nhìn xem liền đột phá. Kim Linh Đại sư Huynh, ngươi xào đồ ăn thật thơm ta ăn ăn liền đột phá vô đương đại sư huynh ngươi lại đàn một khúc đi ta lập tức sẽ đột phá tam tiêu đại sư huynh ta tam tiên đảo thiếu cái nam chủ nhân nếu không ngươi tới ở đi thạch cơ đại sư huynh anh mau bắt mạch cho em đi thạch cơ cảm thấy sắp không được rồi thái vân đại sư huynh anh còn thiếu người mẫu sao anh xem tôi có được hay không Hồng Trạch Tu Vi chỉ là thiên tiên, lại trở thành đại sư huynh được vạn người theo đuổi trong tiệt giáo. Hồng Trạch Các ngươi đều dừng lại cho ta, còn tiếp tục như vậy, các ngươi có thể sẽ vượt qua sư tôn. Từ then chốt trong tiểu thuyết Hồng Hoang Đại quản tiệt giáo, hoành đẩy phong thần vô đạn cửa sổ, Hồng Hoang Đại quản tiệt giáo, hoành đẩy phong thần TXT toàn tập đao loạt, Hồng Hoang Đại quản tiệt giáo, hoành đẩy phong thần chương mới nhất Chương một Chứng đại đạo cửu thánh, hệ thống tháo dở. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Ẩn chứa đại đạo chi quẩn tranh chữ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Kim Linh cùng không làm đột nhiên bái phỏng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Ăn không được đóng gói mang đi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 5 Đa bảo đạo nhân xấu hổ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 6 Đại sư Huynh như thế nào phục chúng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 7 không có người nghĩ tới kết quả. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Triệu công minh chấn kinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Phí của trời đại sư Huynh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Triệu công minh bí mật, bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc